Gần đây, tôi cảm thấy mình thật trống rỗng. Tôi tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Một ngày của tôi chỉ là đi làm, trở về nhà và quanh quẩn một mình. Trách nhiệm, sự nghiệp thì khi lớn lên những danh từ này trở thành điều ưu tiên với những người trẻ như tôi. Tôi lao đầu vào trong công việc để gặt hái sự thành công, tất cả để làm cho mẹ tôi tự hào. Và đôi khi tôi cảm thấy thật nặng nề với chúng. Đi làm về, tôi luôn có sự mệt mỏi này. Nó gặm nhấm tôi hàng ngày. Đã bao lâu rồi, tôi chưa thật sự vui. Khi tôi chưa là người lớn, mọi thứ thật đơn giản. Tôi muốn mình lại được vui vẻ như những ngày tháng trước kia. Tôi phải thay đổi, chăm sóc bản thân, rèn luyện sức khỏe và mở lòng mình hơn. Tôi chợt nhận ra vì quá lo lắng cho tương lai mà tôi quên mất bản thân mình. Cuộc sống quanh ta thật đẹp và tràn đầy năng lượng. Bạn có cảm thấy vậy không? Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi cuộc đời mình. Nhưng không sao, tôi sẽ từ tốn với thời gian của mình đi tìm nó. Còn bây giờ, tôi có một nơi gọi là nhà cần trở về.